Trong trận giao hữu thứ hai trước thêm SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam đã thua câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất trong trận được ghi do công của tiền đạo Khánh Duy bên phía đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất quốc gia. Đây là trận thua thứ hai của U22 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ở trận đấu trước, đội bóng do lật viên Philippe Trussier dẫn dắt đã thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số chung cuộc 2-3. Sau hai trận thua này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra hoài nghi về thực lực cũng như khả năng cạnh tranh huy chương của U22 Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Trussier cũng đang đối mặt với áp lực thành tích bởi người tiền nhiệm Park Hang-seo đã gặt hái được quá nhiều thành công. Nhà cầm quân người Pháp thực hiện rất nhiều xáo trộn đội hình xuất phát ở trận đấu mới nhất gặp câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, khi cho phần lớn những cái tên ở hàng thủ đá chính trong trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngồi ngoài, kể cả thủ môn Quan Văn Chuẩn. Trên hàng công, Văn Tùng được bố trí đá trung phong, nhưng trước một câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu có quá nhiều cầu thủ trẻ, chân sút này không tạo được sự khác biệt. Không chỉ bế tắc trong khâu tấn công suốt 90 phút trước đội bóng ở giải hạng nhất, chất lượng phòng ngự của U22 Việt Nam cũng bị đặt câu hỏi. Cụ thể trong hiệp 1, hàng thủ thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam có thể xem là chất lượng nhất thời điểm hiện tại với ba trung vệ là Quang Thịnh, Tiến Long và Duy Cương. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã nhận bàn thua ở phút 23 trước khi huấn luyện viên Trussier thay thế nhân sự ở hiệp 2 bằng những gương mặt khác. Tính tổng cộng các trận giao hữu và đá tập, U22 Việt Nam chỉ thắng đúng một trận trước câu lạc bộ Hòa Bình với tỷ số 2-1 trong trận đấu đầu tiên. Còn lại đội thua 2 và hòa 1 ở giải giao hữu U23 Doha Cup 2023. Trận hòa duy nhất là trước U23 Kyrgyzstan với tỷ số 0-0 trong 90 phút trước khi thua tiếp 4-5 ở loạt sút luân lưu tranh hạng 9. U22 Việt Nam cố gắng duy trì lối chơi kiểm soát bóng và gây áp lực mà huấn luyện viên Philippe Trussier xây dựng. Có thể thấy ý đồ của chiến lược gia người Pháp là kiểm tra sự sẵn sàng của những phương án B, bao gồm cả hỗ trợ phòng ngự cũng như triển khai ý đồ phát triển bóng từ dưới lên đang áp dụng cho đội tuyển U22 Việt Nam. Những nhân tố được chờ đợi như Văn Khang, Văn Trường cũng được sử dụng ở trận đấu mới nhất. Thế trận của U22 Việt Nam có cải thiện nhưng vẫn chưa đủ để khuất phục hàng phòng ngự câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu được huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương tổ chức rất tốt. Dù chỉ là một trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 32, nhưng việc các cầu thủ thiếu cọ sát ở môi trường chuyên nghiệp như giải hạng nhất cũng là thiệt thòi lớn. Các cầu thủ thi đấu tốt nhất của U22 Việt Nam nằm trong nhóm những người thường xuyên được ra sân tại V-League 2023 và giải hạng nhất quốc gia. Lê Văn Đô thi đấu sông sáo và có bàn thắng sớm trong trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Tùng là sự lựa chọn tối ưu trên hàng công đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Hay Lương Duy Cương dần tạo được chỗ đứng ở hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng. Còn các nhân tố khác có trong tay huấn luyện viên Trussier vẫn chỉ đang thi đấu ở các cấp độ trẻ ở câu lạc bộ nên chưa có nhiều bản lĩnh trận mạc. Với dàn nhân sự đông đảo trong chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu, huấn luyện viên Trussier buộc phải sắp xếp để sử dụng toàn bộ cầu thủ mình có trong tay. Theo tính toán của ban huấn luyện, mỗi cầu thủ đều được thi đấu ít nhất từ 30 đến 45 phút, cơ hội được chia đều cho tất cả. Do đó, sự ổn định về đội hình trong quá trình diễn ra trận đấu, tính liên kết trong cách chơi là điều mà U22 Việt Nam khó đảm bảo. Một đội hình non trẻ như U22 Việt Nam cần có thời gian cọ sát, thi đấu thường xuyên cùng nhau ở các giải lớn. Tất nhiên, thất bại không có nghĩa là đội bóng hoàn toàn không có thực lực để bị đánh giá thấp. Các cầu thủ trẻ và cả huấn luyện viên người Pháp chắc chắn sẽ rút ra được nhiều bài học để gắn kết hơn, từ đó hướng tới những kết quả tốt cho giải đấu sắp tới trên đất Campuchia.